các bạn xem toàn bộ hoàn cảnh cơ quan của mình, nơi mình đang công tác, thực hiện công việc rất nhiều năm. Còn mình nằm trên trục đường quốc lộ 279 tại km 113.50, điểm đầu đường A. Sai quả các bạn. Sai quả, nhưng mà mấy hôm nay là hết rồi. Ô tô kia hết niên hạn đấy. Đây là phía đằng sau cơ quan. Kho vật tư, kho đựng tài liệu. Tầng 1. Cầu thang lên tầng 2. Tầng 1 thì có phòng. Ngoài này là phòng vệ sinh ở tầng 1. Giờ mình lên tầng 2. Hơi tối mất rồi.
tầng 3. Còn một phòng họp nữa.